Cho mình luộc nước xì tim nha mọi người. Thơm. Một chảo tôm dung trùng luôn. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tôm á mọi người, tôm mình luộc xì tim, mình chấm muối Tây Ninh với chanh nha mọi người. Mấy mình cũng ăn muối ớt nữa, nóng quá. Bây giờ mình tôm xì tim á, mình luộc nó đỏ mà nó ngọt, nó rất là ngon nha. Tôm càng xanh luộc xì nước xì tim. Mà mọi người nha mọi người. Thấy con tôm đỏ thôi là thấy thèm rồi đó mọi người. Thêm cái chất nước á, thấm nó ngọt với mọi người, nó thơm, ăn rất là ngon. Tôm này nha, nó giá thịt chứ ghê luôn á, tôm xong rồi mọi người, tôm càng xanh là mua tôm xong á, ăn ngon. Mình về quê mình á, mua mấy cốt ở chợ này thường hay giá mạo. Nó ngọt ghê mọi người, ăn ghiền luôn, ăn nó ngon quá, bữa nay ăn nó biết ngon luôn á. Tôm này nó dẻ thịt á, nó tươi nữa, mình mua tôm sống á mọi người, tươi mà tôm xong á nó dẻ thịt lắm, chắc lỗi luôn à. Cứ ngắt luôn mà mình luộc nước xì tim á, nó lại thêm ngọt á, ăn quá ok luôn. Ngon quá mọi người, nó ngọt không có tưởng tượng gì nổi. Thêm nó dẻ thịt con cái, nó ăn nó ngon một cái cực kỳ luôn. Tôm muối mọi người, thịt ăn lắm báo dịp à, nó không ngon.
dù cho mình lựa nhưng mà nó không rẻ bằng tôm nước sông. Tôm thiên nhiên nó ngon hơn. Ở chỗ mình á là người ta thường hay bán tôm dưới sông không à, ít có ai bán tôm nuôi lắm, tại sông mình tôm dưới lắm. Quá xa ngon. Chắc chưa đang đói bụng mà gặp này, ăn thiệt tình nó ngon cực kỳ luôn. Không còn gì bằng nữa. Nói thiệt cái ăn cái này không biết ngán luôn, cái trời bữa nay ăn nó ngon. Mình nên dám bút hết một tí thôi, chuyện nhỏ. Luộc con gì ăn không ngán mọi người. Nó ngon mà nó rẻ thịt thấy ghê luôn.
chút mà la hoài. Quá có ngon. Tôm gặt rồi mọi người, bỏ ao. Thôi mình kết thúc video tại đây mọi người. Mình ăn sau nha, tại mình lấy số lượng nhiều phút thôi mọi người. Nhiều quá không tốt. Cảm ơn mọi người.